Kinh Đại Phương Đản Đại Tập Quyển 19 Phẩm 9 Bảo Tràng Phần 1 Khổ Não Của Ma Vương. Bây giờ Phật và đại chúng vẫn ở trong cõi báu, giữa hai cõi dục và cõi sắc. Phật bảo đại chúng: Ngày xưa, sau khi ta thành đạo Bồ Đề Vô Thượng, trú tại trường trúc của trưởng giả Ca Lan Đà thuộc thành Vương Xá, trong thành có hai trí giả Ưu Ba Đề Xá và Câu Luật Đà. Hai vị ấy thành tựu 18 thuật pháp, có 500 đệ tử từng ở bên cạnh. Họ đã từng thề với nhau, ai đặt vị cam lồ trước thì chỉ lại cho người kia. Lúc này có một tỳ kheo tên Mã Tinh sáng sớm xuất định xong, tỳ kheo vào thành Phương Xá cất thực. Giữa đường, Ưu Ba Đề Xá trông thấy tỳ kheo, tự nghĩ: Ta ở trong thành Vương Xá đã lâu nhưng chưa thấy một sa môn bà la môn nào có ai nghi an nhiên như thế, ta nên hỏi vị ấy học với thầy nào, thọ pháp với ai. Lập tức Ưu Ba Đề Xá đến trước tỳ kheo Mã Tinh nói: Thưa tỳ kheo, thầy của ông là ai, ông học pháp với ai? Mã Tinh đáp: Thiện nam Đức Thích Ca Mâu Ni là bậc trí tôn trong hàng xuất gia, đã vượt sinh tử, đạt giải thoát, độ vô lượng chúng sinh, được tôn xưng là Phật. Đức Phật giác ngộ cho chúng sinh, làm mọi việc ít, đốt khô sông khổ, thành tựu trọn vẹn các pháp ấy. Đức là thầy của tôi học pháp với Đức Phật. Ưu Ba Đề Xá hỏi: Thầy của ông giảng nghĩa gì? Thiện nam hãy lắng nghe, tôi sẽ nói cho ông. Pháp do duyên sinh, hiểu rõ về nhân ấy, nhân duyên diệt là đạt tịch tỉnh. Thế gian là khổ, nhân của khổ là tập tu tám chánh đạo, đoạn tập thế gian không còn khổ tập. Thầy tôi dạy là đạt niết bàn. Thiện nam, thầy tôi chỉ giảng những pháp ấy. Nghe xong, Ưu Ba Đề Xá tỏ ngộ, đạt pháp nhãn tịnh, chứng quả Tu Đà Hoàn, nói kệ: Tôi nghe tỳ kheo giảng bốn đế, vượt qua khổ não ba đường ác. Xưa nay chưa nghe, giờ được nghe. Xưa chưa từng đạt, giờ đạt được. Nay tôi đã vượt ba đường ác, chân thật hiểu biết đạo phi đạo. Con nay thành tâm về nước Phật, vì đã nêu giảng rõ chánh pháp. Nói kệ xong, Ưu Ba Đề Xá hỏi tỳ kheo: Hiện giờ Thế Tôn ở đâu? Thế Tôn hiện giờ ở trong rừng trúc của trưởng giả Ca Lan Đà thuộc thành Vương Xá, cùng với ngài tỳ kheo Như Ca Diếp và 10.000 Bồ Tát. Ông có thể đến đó. Ưu Ba Đề Xá thưa: Tỳ kheo, tôi phải về nói cho người bạn biết, chúng tôi sẽ cùng đến. Nói xong, Ưu Ba Đề Xá đảnh lễ tỳ kheo Mã Tinh, đi quanh ba vòng, trở về nơi ở. Phạm Chí Câu Luật Đà từ xa trông thấy Ưu Ba Đề Xá, liền hỏi: Ưu Ba Đề Xá, hôm nay các căn của nhân giả thanh tịnh, sắc diệu, phải chăng đã đạt vị cam lộ? Thì nam, tôi đã đạt, hãy lắng nghe, tôi sẽ nói cho ông. Pháp cho duyên sinh, thông đạt về nhân ấy, nhân duyên diệt là đạt tịch tỉnh. Thế gian là khổ, nhân khổ là tập. Tu tám chánh đạo, diệt tập của thế gian, không còn khổ tập. Thầy tôi bảo là chứng đạt niết bàn. Câu Luật Đà nói: Thiện nam, lời đó có thể đoạn trừ hết khổ là phạm hạnh, dứt bỏ tài chấp, đã thấy nhân duyên thì tất cả hữu vi là không. Thiện nam xin giảng lại. Ưu Ba Đề Xá liền nói lại lần nữa. Nghe xong, Câu Luật Đà đạt quả Tu Đà Hoàn, liền nói: Lời này vượt bốn dòng, thoát sinh tử, thông đạt năm ấm, diệt hẳn phiền não. Tôi đã đạt vị cam lồ này, chúng ta không nên ở đây nữa. Thiện nam, vị đại sư ấy hiện ở đâu? Ưu Ba Đề Xá đáp: Tôi nghe vị ấy hiện ở trong đường trúc của trưởng giả Ca Lan Đà thuộc thành Vương Xá. Lúc đó Ưu Ba Đề Xá và Câu Luật Đà nói với các đệ tử: Hiện có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các thầy đã học pháp với Đức Như Lai ấy, các con hôm nay định đi đâu? Bây giờ Ma Vương nói với chư thiên: Nước Ương Già Ma Già Đà có hai người trí tuệ thù thắng, Ưu Ba Đề Xá và Câu Luật Đà. Họ đang muốn làm đệ tử Đức Cù Đàm. Hai người này học pháp với Đức Cù Đàm thì cõi ta sẽ trống rỗng, ta nên đến đó để chuyển tâm xuất gia của hai vị. Nói rồi Ma Vương lập tức
hóa thân thành tỳ kheo Mã Tinh, đến chỗ hai người nói: "Thì Nam, những lời vừa rồi chỉ là muốn thử tài của hai vị. Hai vị không biết, Đức Thích Ca Mâu Ni thật không nói lời đó. Như Lai thường giảng, không có nghiệp quả thiện ác, ai sống trong năm dục sẽ đạt pháp vị cao lộ. Đức Phật còn dạy, không có đời này, đời sau nên không có nghiệp. Đã không có nghiệp, thì ai làm ai chịu? Đã không có hạt giống, làm sao có quả?" Đức Thích Ca chỉ nói như thế. Nghe vậy, U Ba Đề Xá và Câu Luật Đà nói: "Lời này là lời của ma, chẳng phải là lời Phật, cũng không phải lời của tỳ kheo Mã Tinh." Biết vậy, Ma Vương liền biến mất. Hai vị lại bảo đệ tử Ma Nạp: "Ông thường quan sát về sinh già bệnh chết là điều không ai tránh khỏi. Hôm nay chúng ta đã đoạn hết khổ não, các ông định cần học với ai?" Ma Vương lại hóa thân thành tỳ kheo Mã Tinh đến nói: "Ai mà đoạn được sinh già bệnh chết? Như có người nói, ta có thể hủy hoại hư không là điều không thể có. Người nói trừ sinh già bệnh chết cũng vậy." Câu Luật Đà nói với Ma Vương: "Ta muốn thông đạt pháp thanh tịnh, trừ hết khổ não. Tất cả những người xuất gia ở đây đều không thể giải thoát khỏi mọi thứ khổ não ấy, nên ta muốn đến chỗ Như Lai." Ma Vương như con chồn hoang, học tiếng sư tử. Tuy giống như không thể là sư tử, Ma Vương: "Ngươi tuy giả làm tỳ kheo, nhưng lời của ngươi không phải là lời của tỳ kheo. Tỳ kheo là người đoạn trừ phiền não. Lời nói thanh tịnh, nói không thiện ác, không phải là lời của tỳ kheo." Lúc ấy chư thiên hư không đều khen: "Hay thay, hay thay tỳ nam. Đạo xuất gia chỉ có đạo Phật là hơn hết, quả Phật là niết bàn. Ông đã không học lời ma, lành thay, lành thay." Khi ấy Ma Vương đau khổ liền biến mất. Các đệ tử liền thưa hai vị tỳ kheo: "Hai thầy hiện học chánh pháp của Đức Cù Đàm, chúng con cũng xin học." Bây giờ hai vị cùng 500 đệ tử tuần tự đến rừng trúc của trường giả Calanda. Lúc đó Ma Vương lại hóa một hầm sâu trăm do tuần ở giữa đường để mọi người không đến được chỗ Phật. Biết vậy, Như Lai liền dùng thân lực khiến các vị ấy an ổn đi qua. Ma lại hóa hiện ngọn núi cao rộng ngàn dặm. Thần lực của Pháp Phật giúp lại các vị không thấy núi non. Ma lại sai 100.000 sư tử cản đường. Thấy họ, các sư tử liền phát tâm, phát âm lành, lặng lẽ nép sang bên đường. Mọi người cùng đến chỗ Phật, lạy Phật, lui qua một bên bạch Phật: "Ngưỡng mong Như Lai cho phép chúng con xuất gia, chúng con muốn tu hạnh thanh tịnh của Phật." Phật nói: lành thay, các vị đã đến đây, hãy tịnh tâm tu tập phạm hạnh. Lập tức các vị đều đủ giới tỳ kheo. Thấy hai vị và các đệ tử đã xuất gia học Phật, Ma Vương lại hóa thành trời tự tại, đến chỗ Phật nói kệ: "Thế gian nếu có người trí tuệ, thành tựu trọn vẹn các pháp thuật, đều đến cúng dường lễ kính ta sẽ giảng đạo, ta sẽ giảng giải đạo thanh tịnh. Cù Đàm nếu muốn vượt sinh tử, nên thành tâm nương về ta. Đạo pháp thanh tịnh ta giảng nói chính là chánh pháp của chư Phật." Đức Phật nói kệ đáp Ma Vương: "Ta thật hiểu rõ tám chánh đạo, vĩnh viễn xa lìa các khổ não, các ngươi không thể hiểu rõ được. Đừng đau thân chồn gầm sư tử." Ma Vương biến thành phạm thiên nói: "Chân thật đoạn trừ mọi khổ não, vượt qua tam thiên đại thiên cõi. Chớ vì chúng sinh chịu khổ đau, nên hưởng tiền lạc sống tự tại. Thế gian thậm chí không một người có thể thọ hưởng vị cam lồ. Nay ta thương xót nên khuyên ngươi nhanh chóng thâu thần nhập niết bàn." Phật nói kệ đáp: "Ta thấy thế gian nhiều chúng sinh vượt qua sông nguy hiểm sinh tử, với độ hạng vị thượng trung hạ, tất cả độ thoát ta niết bàn." Ma Vương buồn khổ, bàn trở về bản xứ đáng quyến thuộc của mình nói: "Đại vương của chúng ta do đâu chịu lấy khổ não lớn như thế?" Tuy nói những lời ấy nhưng không ai nghe thấy. Lúc ấy 500 thể nữ của Ma Vương trang sức xinh đẹp, trỗi nhạc hay, ca múa vui đùa. Ba tuần đưa tay ngăn họ, khi các thể nữ im lặng, suốt trong 7 ngày họ đều im lặng. Hôm đó thể nữ điện quan nói với Ba tuần:
đại vương có sao sầu não như mất ngôi vị, như gặp tai nạn vậy, hay không diệt được kẻ thù? Ba Tuần đáp, kẻ thù lớn nhất của ta là họ Thích, là kẻ đại ác, thành tựu các huyễn thuật. Nếu ta không trừng trị, cõi của ta chắc trống rỗng. Các thệ nữ nói, họ Thích kia trang nghiêm pháp gì, có đạo lực gì, ai là bề nhóm mà có thể tiêu diệt cõi của đại dương? Ma Vương đáp, họ Thích trang nghiêm bằng giới, thí, nhẫn, mặc áo giáp vô thường, khổ không, diệt trừ sự thọ sinh của mọi loài. Ta không thể biết được nơi chốn của họ Thích, chỉ biết ông ấy đã thành tựu trọn vẹn sức thần thông vô thượng. Bê nhóm là đại từ bi, độ tất chúng sinh ở trong ba cõi, nên có thể tiêu diệt cõi ta. Nghe vậy các thệ nữ đều đem hương hoa kỹ nhạc đến chỗ Phật thành tâm cúng dường, việc này chỉ Phật biết, ngoài ra không ai hay biết. Lúc ấy đại chúng nghi ngờ bạch Phật Thế Tôn, hương hoa tiếng nhạc cúng dường đó hả không phải là oai lực của tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên sao? Đức Phật nói, không phải, đó là vật cúng của 500 thệ nữ thuộc Ma Vương Ba Tuần. Ma Ba Tuần không lâu sẽ đến đây. Các thệ nữ nghe Đức Phật nói vậy, sinh tâm vui mừng, liền đạt được pháp kiên định tâm Bồ Đề không hề mất. Họ quỳ gối chắp tay. Nói kệ, Như Lai trừ hẳn mọi phiền não, ban mắt pháp sáng cho chúng sinh, cô giúp mọi loài vượt sinh tử, chúng con thanh tâm khen ngợi Phật. Tất cả trời người đều tôn kính. Thế Tôn trọn vẹn trí vô lượng, xin Phật khai mở phương tiện lớn, giúp cho chúng con thoát thân nữ. Ta muội đại không Phật tu tập, thâm đạt tất cả, đế đệ nhất. Thương chủ giàu có trọn pháp báu, xin trừ lực ma độ chúng con. Nói kệ xong, các thệ nữ về lại cõi ma, nói kệ. Oai lực đại vương không thường còn, chưa thoát khổ não sinh già chết, phiền não trói buộc thân đại vương, làm việc đen tối vào cõi ma. Đại vương muốn thoát biển sinh tử, phát khởi lòng tin đến chỗ Phật. Chúng tôi muốn về với Như Lai, hưởng vị cam lồ đoạn phiền não. Bây giờ Ba Tuần khởi tâm sâu ác, muốn trói buộc các thệ nữ bằng 5 sợi dây, nhưng nhờ thần lực Phật nên không thể buộc được. Các thệ nữ trở lại chỗ Phật, thấy thế Ba Tuần không thể ngăn chặn, nên biến hóa ra gió Tỳ Lam để diệt các thệ nữ. Nhưng với thần lực của Phật, Ma Vương không thể hại được họ. Thế vậy, Ma Vương càng khổ não, to tiếng bảo các thệ nữ. Ta này đã mất hết sức thần thông, hiện có một cây độc xuất hiện ở đời, giảng pháp đoạn diệt cho chúng sinh, đầy đủ phương tiện quyền biến. Nghe lời đó, quyến thuộc ma đều tập trung về hỏi, có sao đại vương khổ não vậy, không hề có tướng thoái, chuyển, cũng chẳng có tai nạn, có dục, không có kẻ thù. Ma Vương đáp, các ngươi không thấy, ở đời hiện có một người ngồi nơi cội Bồ Đề, trừ diệt 4 bệnh như lửa lớn đốt cháy cỏ khô. Tất cả bậc trí ở thế gian đều đương về người ấy. Người ấy là kẻ thù của ta, các ngươi không thấy 500 thệ nữ đã bỏ ta theo về nương tựa kẻ ấy sao? Các ngươi nếu không diệt họ Thích kia, không bao lâu tam thiên đại thiên cõi nước này sẽ trống rỗng. Các ngươi tự trang bị mình, hợp lực trừ khử họ Thích. Các ma đáp, hay thay đại vương, chúng tôi sẽ giúp toàn lực để trừ khử họ Thích, nếu không làm được chúng tôi sẽ quy y người ấy. Ma Vương nói, đồ ác độc, cớ sao các ngươi lại nói như vậy? Đại vương Sa Môn Cù Đàm, riêng mình an tọa nơi cội Bồ Đề, chúng ta đã không cản trở được, huống gì hiện nay vị ấy lại có vô lượng đệ tử. Ma Vương nói, các con nếu diệt trừ được Sa Môn Cù Đàm thì thật là hay, nếu không thì tự giữ cõi mình. Lúc ấy vô số 4 binh ma hiện ra đầy cõi Diêm Phù Đề, cao bằng 80 do tuần. Chúng tuôn xuống mưa lớn, thổi gió dữ, tây vần núi Tu Di, làm rung động cả 4 thiên hạ, đền vang tiếng dữ, như các rồng chúa, dạ xoa, quỷ, chấn động mọi sông suối ao hồ. Tất cả trời người, rồng thần đều kinh sợ. Các ma binh lấy tảng đá lớn ở núi Tu Di, định lấp rừng Calanda thuộc thành Vương Xá. Thì Nam, lúc ấy ta nhập Tam Muội phá ma lực thế. Do thần lực của Tam Muội nên tất cả đất đá, lửa dữ, dao, đao gậy, giáo mát của ma binh đã biến thành các loại hoa ưu bát la, bát đầu ma, con vật đầu,
Phân Đà Lợi rơi xuống khắp thành Vương Xá. Trong hư không lại tuôn xuống vô số hương thơm, biến tiếng ác thành tiếng của Như Lai, tiếng nói về Pháp Tăng Thần Thông Ba La Mật, không thoái chuyển, Bồ Tát trừ bóng ba, Niết Bàn trừ sạch gió ác. Tất cả cỏ cây ở đây đều biến thành bảy báu. Thân Như Lai lúc này cao đến cõi sơ thiền, độ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ánh sáng phóng ra soi chiếu tam thiên, đại thiên, cõi nước. Tất cả tám bộ chúng trời, người, rồng, già xoa, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân. Các chúng sinh, nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đều thấy Thân Như Lai, vô lượng chư thiên, tiết lệ cúng dường, giới đủ hoa, hương, nhạc, lòng, phướng. Chúng sinh đôi ba cõi ác, biết niệm Nam Mô Phật, tức được thoát khổ, thọ thân trời người. Thấy thần lực của Phật như thế, mà bên đều phát lòng tin nói kệ. Con nay nương tựa Đức Như Lai, bậc trí vô thượng, tịnh thân ý. Hiện tám đường chánh ở cõi ba, ban ánh sáng cho chúng tối tâm. Đầy đủ oai lực không ai hơn, xem mọi loài như con của mình. Tâm Phật bình đẳng tựa hư không, con xin kính lạy thương chủ lớn. Không nhiễm phiền não tu từ bi, thành tựu an ổn hiện nhân quả, đem lại giải thoát cho chúng sinh. Vì thế, con nay xin kính lễ. Đại từ đại bi trời trong người, Thế Tôn vô thượng bậc tối thắng, dạng rõ các pháp trăng chứa nước. Con xin kính lạy đại huyễn sư. Chúng sinh bị bệnh khổ phiền não, vì thế nương tựa đại y vương, chúng sinh ba ác thiếu bảy báu. Nay xin nương về thoát lậu hoặc, ngửa mong thương xót nhận sám hối, tâm ác đối với Đức Như Lai. Phật là cha mẹ lành muôn vật, con nay trừ bỏ nghiệp của ma. Chúng con kêu gọi mọi chúng sinh, để chúng phát khởi tâm Bồ Đề. Xin dạy cho con đạo vô thượng, phải tu hành gì đạt Bồ Đề. Con kính dâng lên hương hoa quý, vì mọi chúng sinh cúng dường Phật, gần gũi bạn tốt khéo tu duy, chứ thâm nghe học an trụ pháp. Lúc đó 500 thệ nữ và quyến thuộc ma chúng cúng dường Như Lai vô số những thứ hoa hương nhạc lòng phướng. Các vật cúng ấy hiển bày đến khắp vô lượng hằng hà sa cõi Phật. Cùng lúc cúng dường vô lượng Phật, tất cả chúng ma đều thấy thân tướng hình sắc của Phật, hết thảy mọi thứ đều giống ma. Riêng rừng cây, nhà cửa cung điện của cõi sư tử tòa là khác. Thế vậy chúng ma vui vẻ, ngồi bên cạnh Phật chỉ tâm nghe pháp, sau đó trở về chỗ của ma của ba tuần tâu. Đại vương, chúng tôi đến chỗ Đức Cù Đàm, dùng mọi thứ uy lực nhưng không mảy may lay động được. Đại vương, hiện nay chúng tôi đều là đệ tử của Đức Cù Đàm. Nghe vậy ba tuần tức giận, tự nghĩ ta làm sao diệt được họ thích, trừ oán thù. Nghĩ tới ba tuần và quyến thuộc đều buồn sầu đi vào nhà khổ. Phần 2 Tích Xưa. Bây giờ chúng ma lại trở về chỗ Như Lai thưa, Thế Tôn, chúng con cầu Pháp Đại Thừa, niệm Pháp Đại Thừa, mong muốn đạt trọn vẹn thần thông Đại Từ Bi. Thế Tôn, Đại Bồ Tát hành đầy đủ Pháp gì để không gần bản ác, sớm thành tựu Bồ Đề vô thượng? Thì Nam, Đại Bồ Tát hành trì đầy đủ bốn Pháp để không gần bản ác, sớm đạt Bồ Đề vô thượng. Bốn Pháp đó là Bồ Tát không tham các Pháp, không bỏ các Pháp, không thọ các Pháp, không giác quán các Pháp, không chấp ngã và ngã sở và sở hữu của ngã, hành bố thí không cầu quả báo, không lấy, bỏ, không thấy biết ngã và sở hữu ngã, kể cả bát nhã cũng thế. Bồ Tát không thấy chúng sinh, thọ mạng, si phô, không bỏ cõi chúng sinh, không tham chấp, không giác quán ngã, sở hữu ngã. Bồ Tát không thấy sắc thanh hương vị xúc pháp, không bỏ sắc thanh hương vị xúc pháp, không chấp bỏ, không giác quán ngã, sở hữu ngã. Bồ Tát quán sát kỹ các pháp, không giác quán chánh trí Phật. Vì sao? Vì trừ tất cả hành, trí là trí Phật, không có, không thừa, không tiếng tưởng văn tự vô lượng sinh xuất diệt tưởng ngại chướng thái tịch tỉnh ngã mạng danh sáng tối xứ giới căn cánh tư duy ăn tham sạch nhơ bụi tiết biên vật số hành thọ nghiệp nhà lấy làm đáng hiển bày niệm
diệt niệm, là trí Phật như hư không, là không, không giác, không nói, không nhận, không hay biết. Thì nam người cầu trí tuệ như vậy là người quán hai pháp, mắt, sắc cho đến ý pháp, là có hai sinh tử niết bàn, là có hai sinh nghiệp, là có hai thường đoạn, là có hai chúng sinh thọ mạng, là có hai đây kia, lại có hai trong ngoài. Thì nam muốn cầu trí Phật phải đoạn chấp hai, thấy khác nhau là không đẹp được. Thì nam như người cần lửa lại lấy nước. Cần nước lại lấy lửa. Tìm thức ăn lại lấy đá, tìm hoa lại lấy sắc, tìm hương lại lấy phân, tìm y phục lại lấy cây, tìm hương xoa lại lấy vật không, tìm trí Phật mà chấp hai, thấy khác nhau cũng vậy. Lúc ấy trong cúng hội nơi cõi báu, Bồ Tát để ý cái lời này nên bạch Phật: Thế Tôn có thể thấy biết nghĩa không thể nói không? Nếu không thể thấy biết, làm sao gọi là nhất thiết trí? Thì nam, trí không thể nói chính là trí nhất thiết. Thì nam, Như Lai hỏi, ông tùy ý đáp, theo ông lúc ta đạt được trí nhất thiết của Như Lai có chỗ thủ đắc không? Bồ Tát địa ý tự nghĩ, nếu nói có thì thuộc chấp thường, nếu nói không thì chấp đoạn. Ta phải trừ hai chấp, nói trung đạo. Bồ Tát thưa Thế Tôn, vừa có vừa không. Thế Tôn, không sinh diệt, không số lượng, không tối sáng là trí Phật. Bồ Tát điện ý thưa Thế Tôn, không đến đi là trí Phật. Bồ Tát thiện kiến thưa Thế Tôn, không đạt, không lìa, không chứng, không tu là trí Phật. Bồ Tát vô tận ý thưa Thế Tôn, pháp không thuộc về ba đời, không ở trong ba cõi, không phải ba kết, ba trí, ba thừa, ấm giới nhập, không thêm bớt là trí Phật. Bồ Tát Kim Can ý thưa Thế Tôn, không phân biệt pháp phàm thánh, hữu học vô học, thanh văn chuyên giác, Phật là trí Phật. Bồ Tát Kiên ý thưa Thế Tôn, pháp không chuyển là trí Phật. Bồ Tát Bảo Thủ thưa Thế Tôn, quán tướng sinh hoại của các pháp, thông đạt không được mất là trí Phật. Bồ Tát Thiện Giác ý thưa Thế Tôn, chúng sinh nơi ba cõi, tự ý, quán ý, không thấy ý giác là trí Phật. Bồ Tát phân biệt oán thân thưa Thế Tôn, không ghét, thích, phiền não, không yêu, không giận, không bỏ, không cầu, không thí, không niệm là trí Phật. Bồ Tát Liên Hoa Tử thưa Thế Tôn, không thích tội phúc, đã pháp nhẫn sâu xa, không thấy biết ngã, sở hữu ngã là trí Phật. Bồ Tát Đồng Tử Nguyệt Quang thưa Thế Tôn, quan sát các pháp như trăng dưới nước, không thấy tăng giảm là trí Phật. Bồ Tát Đồng Tử Vô Biên Ý thưa Thế Tôn, không thấy pháp sáng tối, không thấy tâm sinh diệt là trí Phật. Bồ Tát Di Lặc thưa Thế Tôn, quán bốn phạm hạnh và quán pháp ác bình đẳng, không sai khác là trí Phật. Bồ Tát Vô Tận Ý thưa Thế Tôn, quán ba đời và sáu pháp ba la mật, không sai khác là trí Phật. Bồ Tát Đồng Tử Văn Thù Sư Lợi thưa Thế Tôn, không tham sân các pháp, quán cảnh giới sâu xa của các pháp, không thấu tỏ, không phải không thấu tỏ, không tăng giảm, không phân biệt trí tuệ và vô minh là trí Phật. Lúc này Bồ Tát Lạc Dục thưa Đồng Tử Văn Thù Sư Lợi, Thì Nam, vì sao Như Lai giảng nghĩa sâu xa ấy? Thì Nam, chỉ muốn giúp chúng sinh đoạn trừ tà chấp, đạt chánh kiến, không tham thiết, không gần bản ác, nuôi sống bằng nghề chân chánh, không chấp ba kết, thương yêu mọi loài, không chấp tam bảo, không hư dối, không bỏ chúng sinh, không tham tài vật, ba cõi, cứu kẻ sinh sợ, trừ đạo ác, mở đường chánh, không chấp pháp nhẫn, xa lìa vọng tưởng, diệt trần cấu, đoạn ám muội, không cầu quả báo. Thì Nam vì thế cầu trí nhất thiết, không giác quán văn tự, không phân biệt lời Phật, lời tà, hạnh Phật, hạnh khác, pháp Phật, pháp khác, ấm giới nhập, công đức trí tuệ trang nghiêm, 13 la mật, 3 môn giải thoát, nghiệp quả trí thế gian, trí Phật, vì thế Như Lai, giảng nghĩa sâu xa. Bồ Tát Lạc Dục thưa, hay thay, Văn Thù Sư Lợi, thật như lời ông nói,
nghĩa lý sâu xa là trí Phật. Vì sao? Vì không có đối tượng để giác ngộ. Vì không có đối tượng để giác ngộ nên không thể nói. Hiểu không thể nói là trí Phật. Phật nói lành thay, thiên nam, khéo phân biệt dạng tiết và trí Phật. Vì sao? Vì không chấp pháp sinh diệt là trí Phật. Thiên nam, không thấy các pháp xuất hoại vô minh, niết bàn, tất cả các pháp, chúng sinh đều không có biên vật là hư không, là không trở ngại, không vật, không ấm, không hành, pháp, nghiệp, quả, phi quả, tu, vật, biên giới của Phật. Bồ Tát hiểu được biên giới ấy là đạt trí Phật. Lúc nêu giảng pháp này, tất cả chúng ma đạt pháp nhẫn vô sinh, bỏ thân thô xấu, đạt thân đẹp đẽ, thân ứng hóa tùy tâm, có 28.000 chúng sinh đạt nhẫn vô sinh, trên đoàn 2.000 Bồ Tát đạt vô lượng Đà La Ni, mà chúng cũng hương hoa trổ nhạc dân Phật thương. Thế Tôn, tiện tri thức là nguồn gốc của pháp lành. Ngày nay chúng con gặp Phật là bậc tiện tri thức, đã đạt lợi ích. Phật nói, thì nam, hãy chuyên tâm quán nghiệp. Bây giờ Đức Thế Tôn liền giảng về nghiệp quá khứ. Phật nói, thì nam, vô lượng A Tăng Kỳ kiếp vào quá khứ, kiếp tên là Điện Trì, chúng sinh thời đó sống 68.000 năm. Còn nước tên Diệu Hương Quang Minh, Phật ở cõi đó hiệu là Hương Công Đức, là đấng Như Lai ứng cúng trên biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Cõi này gồm đủ năm sự vô trụ. Dù nước ấy là bậc chuyển luân vương, tên là Hoa Mục, cai trị bốn thiên hạ, vô cùng quần thần thân tộc đến chỗ Phật, cúng dường hoa hương âm nhạc cờ phướng lộng báu lên Phật và Chư Tăng, cùng kính lễ bái đi quanh ba vòng nói kệ khen Phật. Trời người hết lời khen ngợi Phật, xa lìa pháp ác tất tịch tỉnh, đầy đủ bảy báu trừ nghèo khổ. Làm sao để chúng đạt trí sâu, luôn siêng tu tập ba giải thoát, trừ hết sinh già bệnh, già cùng bệnh chết, đoạn tất chúng sinh ba cõi ác, làm sao khiến chúng trừ nghiệp ma? Phật nói, đại dương, độ ba pháp sẽ đạt trí sâu xa, chuyên tâm niệm tất cả chúng sinh tu tập đại bi trừ khổ chúng sinh, biết các pháp không có chúng sinh, thọ mạng, sĩ phu, không phân biệt. Có ba pháp trừ hết nghiệp ma, không có tâm ác với chúng sinh. Lúc bố thí không thấy ruộng phước, không ruộng phước. Quán các pháp bình đẳng, không hai như hư không, không sinh diệt, không hành, không tướng mạo, không thể nói. Lúc ấy phu nhân của vua, ba thiện kiến cùng với 84.000 thể nữ, tiết lễ cúng Phật nói kệ, đại thiên thế giới không ai hơn. Thích sống thịt tỉnh, thương mọi loài, khéo hành xa lìa các trần cấu, làm sao khiến con lìa thân nữ, đã được xa lìa mọi oán kết, thấy rõ chúng sinh già bệnh chết. Ngưỡng mong Thế Tôn giảng đạo pháp, giúp con đạt được thân nam tử, xa lìa sinh tử, đạt đạo màu, bố thí vui vẻ tăng pháp lành, đầy đủ 10 lực 4 vô ý, làm sao chúng giúp con bỏ thân nữ. Tu tập 4 hạnh diệt 4 ma, đầy đủ lợi thật phương tiện hay, 80 vẻ đẹp 32 tướng, làm sao giúp con bỏ thân nữ. Phật nói, tính nữ, có phương tiện để thoát thân nữ, trừ nghiệp nữ. Đạt bồ đề vô thượng không bao giờ tỏ thân nữ, trừ khi vì hạnh nguyện, đó là pháp Đà La Ni bảo tràng. Người tu Đà La Ni này bỏ thân nữ, làm thanh tịnh thân khẩu ý trừ ba chướng. Người nghe tên Đà La Ni này sẽ trừ thân nữ, thọ thân nam, đạt thân đẹp đẽ, trí tuệ vi diệu, thanh tịnh thân, khẩu ý, thích hành hành là hạnh lành, học rộng, trừ nghiệp ác, không thọ báo khổ, đoạn năm tội nặng vô chán. Vì sao? Vì Đà La Ni này là pháp được vô lượng chư Phật quá khứ thuyết giảng để trừ nghiệp ác, thêm lớn pháp lành. Chư Phật hiện tại vị lai cũng nêu giảng như vậy. Nay ta cũng giảng Đà La Ni đó, vô lượng Phật hiện tại ở khắp mười phương đều khen ngợi Đà La Ni này. Tính nữ, quốc vương nào nghe tên khen ngợi tọa trì biên chép Đà La Ni đó sẽ được chư Phật mười phương bảo hộ khen ngợi. Ngay cả chư thiên cõi Akani Trá cũng đến bảo vệ ca tụng nhà vua. Dù là đi đứng nằm ngồi, nhà vua luôn được các chúng trời trọng dạ xoa bảo hộ, giúp nhà vua an ổn, không bệnh khổ.
Trong nước không có chiến tranh, không có mưa dữ, không lạnh nóng, mùa màng luôn được lúa thóc dồi dào. Quỷ thần, cầm thú hung ác đều khởi tâm vui vẻ, không tổn hại. Nơi nào có kinh này, nơi đó không có bệnh khổ, xấu ác. Lúc đánh nhau, nhà vua niệm kinh này, tự nhiên hàng phục ổn định. Hai vua đều niệm kinh này thì hai bên đội hòa nhau, không xâm hại nhau. Trong nước nếu có người vật bị bệnh thì nên chép kinh này đặt ở đầu, chúng mọi bệnh tự tiêu. Nếu có pháp sư giữ giới siêng tu, vào ngày 15 hàng tháng, tắm rửa sạch sẽ, cúng dường hoa hương phía diệu lên Tam Bảo, lên tòa sư tử khen ngợi Đà La Ni này, thì sẽ bảo vệ được cả nước. Mọi tướng xấu đều tự diệt, điều phục, giáo hóa chúng sinh, đạt bồ đề vô thượng. Tín nữ, người đọc tụng kinh này thậm chí chỉ một kệ, một câu sẽ không bao giờ thoát thân nữ và đặt tâm bồ đề không thoái chuyển. Nói về pháp Đà La Ni xong, Đức Phật hương công đức bèn ấn ngón chân xuống đất. Lập tức đại địa chấn động sáu cách, mười phương đều như vậy. Trời đồng dạ xoa, ở đó nhờ Phật lực nên đều phát tâm vui vẻ, nghe giảng Đà La Ni. Lúc đó Như Lai nói Đà La Ni bảo tràng. Xà Lạc Xí, Xà Lạc Xí, Mục Xí Xà Lệ, Xà La Xà Lân Ni, Xà La Bạc Lại Đế, Xà Hê Lệ Ba La, Phú Lâu Xà, Tama Xà A Ma Di Chẩm, Ma Di Ma Ha, Di Sa Ma Di, Xà La Di Bà Bà Tì, Bà Bà Tì, Bà Bà Tì, Bà Sa Tì, Bà La Ha, Bà Lệ Tỷ, Xà A Di, Bà La Ha, Bà Lệ Tỷ, A La Xà Hê, Xà Đấu Mục Khư, Bà Phái La, Bà Phái La Tư Đà, Bạc Lại Đê, Bàn Đế Lệ, Bàn Đế La, Bàn Đế Lệ, Đàn Đế Lệ, Tu Lệ Tỳ Ha Già, Chiên Đà Tỳ, Ha Già Chiên Đà Tỳ Ha Già Chiết Thu, Thọ Đề Sa Tỳ Ha Già, Tác Bà Dạ Duệ Đế Đa Phạm, Tu La Tỳ Ha Ca, Sa La Sa La Ca Sa Di Lệ Ha, 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 Tỳ Ba Sa Đà Yết Ma, Đầu Ninh Đầu Ninh Đầu Ninh Ô Ma Ác Tỳ Bà Sa Đà, Sa Na Ngật Lật Đa, A Nạp Bà Đà Lệ, Nô Ương Quật Lệ, Đa Quật Lệ, Tỳ Bà Quật Lệ, Cứu La Ha, Nhân Đà Bà Lệ, Bà Ha Na Tỳ, Bà Sa Đà Yết Bà, Già Bà Đê, Già Bà Đê, Ma Ha Mộ A Đà Sa Ni, Bà Lệ Bạc Đê, Bà Sư Cửu Ma Yết, Ma Thọ Đê, Yết Xà Hê Xà Hê, Thọ Đê Nị Ca Tỳ La Bà, Tỳ La Bà, Tỳ La Bà, Tỳ Lại Xà, Tỳ Lại Xà, Kiếp Bà Ma Ha, Kiếp Bà Hê, Lời Hy Lệ A, Na Bà Đê, Na Bà Đê, Đà Ma, Đà Na Xà Na A Bà La, Di Lệ Tuyệt A La, Quân Đà La, Ba Thực Tỳ Bà Lê Na, Đế Lệ Bà Phạm Yết Ma Xoa Duệ, Bà La Đúc Pha Bà, Phú Lâu Sa Đa Phạm, A Tam Ma, Tam Ma Tam Ma Tỳ Đê, Nhược Đa Đà, A Kiệt Đà Sa Ha. Lúc Phật nói Đà La Ni, 500 thệ nữ nghe được, đạt thân nam, vô lượng thân nữ, người nữ đạt thân nam và chứng tâm bồ đề không thoái chuyển, đoạn hẳn nghiệp nữ. Thì nam nghe pháp, phu nhân và 84.000 thệ nữ cũng chuyển thân nữ được thân nam, vô số người nữ chuyển thân. Lúc đó nhà vua truyền ngôi cho thái tử, cùng vô số quần thần xuất gia học đạo, vô số chư thiên tự nghĩ, vì sao nhà vua xuất gia lại bảo nhau, ở đây có Phật giảng pháp vi diệu, do ai lực của pháp người nữ chuyển thành nam, có người cúng dường ca sa cho người xuất gia, người xuất gia giảng pháp lạc cõi trời cho hàng bạch y, trừ khổ ba cõi, trừ nghiệp ma, khiến cho quân ma chịu khổ. Tuy chịu khổ nhưng chúng không thích nghe pháp. Người có khả năng làm việc ấy chính là Sa Môn Hương Công Đức. Có lẽ Sa Môn này là ma, vì sao việc có thể chuyển thân nữ thành thân nam? Khi ấy đại thần Tiện Hành nói,
các người nữ của ta đều chuyển thành thân nam. Vô số thê thiếp của các người cũng bỏ thân nữ được thân nam, cắt tóc, xuất gia, đều vĩnh viễn không còn thấy nghe cười ác, xa lánh sa môn ác đó. Chúng ta nên vào núi sâu. Sau đó họ vào núi xuất gia tu tập pháp Bà La Môn, bảo không có giải thoát, không có quả thiện ác. Hiện giờ có một sa môn xuất hiện, giảng rõ những chấp đoạn, nghiệp ma lừa dối chúng sinh là nhà ảo thuật. Ai đó nghe pháp của vị ấy, gần gũi lễ bái, cung kính cúng dường, tâm sẽ cuồng loạn, không hiểu biết. Cắt bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, bỏ mọi thứ, sống đời an sinh, ở giữa mộ địa. Ngày ăn một bữa, chán ghét sinh tử, không thích năm dục lạc, và hương hoa anh lạc âm nhạc không thích, bàn việc thế gian, làm những việc không hay như thế, còn dạy chấp đoạn và nghiệp ma là kẻ thù lớn của chúng sinh. Giáo hóa vô lượng, vô biên chúng sinh, dứt bỏ chấp đoạn. Nếu không thấy nghe, thì sẽ lợi ích hơn. Tỳ kheo hoa mục nghe thấy tà chấp của chúng sinh, tự nghĩ nếu ta không điều phục được chúng sinh đó, làm sao đạt quả bồ đề vô thượng. Sau đó tỳ kheo hoa mục đến thỉnh Đức Phật hương công đức, và vô số tỳ kheo phàm xóm làng thành ấp thuyết giảng pháp. Đó là các pháp, xa lìa pháp ác, tu tập pháp lành, pháp đại thừa, duyên giác, thanh văn, quả sa môn, giới tỳ kheo, giới cư sĩ, ba quy y, mười thiện. Lúc giảng các pháp đó, có vô số chúng sinh trừ lưỡi nghi, phát tâm lành, phát tâm bồ đề vô thượng. Vô số chúng sinh đều đến chỗ Phật. Riêng đại thần thiện hạnh phát lời thề ác với tỳ kheo hoa mục: đời sau, lúc ngươi thành tựu đạo quả vô thượng, ta sẽ làm ma ác ở đó, ta đến của bồ đề gây khủng bố cho ngươi. Nếu ngươi thành tập, ta sẽ phá hoại pháp của ngươi. Nếu ta phát lòng tin, thì ngươi hãy tọa ký cho ta. Các thị nam, tỳ kheo hoa mục chính là ta, phu nhân thiện kiến là Di Lặc, đại thần thiện hạnh là Ma Ba Tuần. Ba tuần ngày xưa, ngươi đã phát nguyện nếu ngươi tin pháp ta sẽ được, sẽ thọ ký cho ngươi. Vì thế hôm nay ta giúp ngươi tọa nguyện, tọa ký quả bồ đề vô thượng. Ba tuần nhờ căn lành lễ bái cúng dường đức hương công đức ngày xưa của ngươi, ta thọ ký quả bồ đề cho ngươi. Lúc giảng pháp này, 500 thệ nữ thành thân nam, vô lượng chúng sinh được điều phục trong pháp ba thừa. Phần ba điều phục ma, lúc ấy 500 bức vua ma khắp mọi nơi đều kéo về chỗ Ma Ba Tuần. Ba Tuần bảo họ: các thị nam, các ông biết không, hiện có họ Tết làm nhà ảo thuật, 6 năm khổ hạnh, sau đó đến của bồ đề. Ta đã dẫn 36.000 ức bên chúng, dốc toàn lực để hại, nhưng không thể nào lấy động được tòa kim cang. Do vậy, cụ đàm đã thành tựu mọi ảo thuật. Nhờ xuất hiện hóa đó làm cho tam thiên đại thiên cõi nước chấn động sáu cách, làm cho quân ma điên đảo, ngã gục, như cây bị bấn gốc. Lúc đó họ thích đạt huyễn thuật vô tướng, nhờ sức của ảo thuật, bậc trí mười phương đều hướng về thỉnh cụ đàm độ sanh. Nhưng ta không thể biết được nơi ở của họ. Người chuyên tâm quy y, thì dù ta cố hết sức vẫn không được một sợi lông của họ, không thể mê hoặc, không thể dọa nạt. 500 thệ nữ và vô số binh chúng của ta đều nương tựa hỏi thích, mà ta không thể ngăn chặn. Các ông phước đức nhiều, sức ảo thuật lớn, hãy tận tâm giúp ta để ta diệt trừ hỏi thích, diệt trừ chúng đệ tử của hỏi thích, diệt pháp sa môn, thêm lớn nghiệp ma thì ta mới thật sung sướng. Lúc ấy vua Thân Cận nói: hỏi thích kia đã thành tựu vô lượng công đức trang nghiêm bằng phúc trí, không đợi sinh tử, điều phục tất cả chúng sinh, diệt mọi phiền não, làm thâm tịnh thân tâm, các ông không thể hại được. Ba Tuần nói: quý thuộc của ta bị họ thích mê hoặc, nếu các ông không nghĩ cách thì không bao lâu cõi nước của chúng ta sẽ trống rỗng. Một Ma Vương nói: Đức Như Lai không sống trong sinh tử, thanh tịnh thân tâm, đoạn hết phiền não, giải thoát ngay trong ba cõi, không bị pháp hữu vi ràng buộc, là bậc tịch tỉnh vô thượng, ai có thể hại được? Ba Tuần nói:
Nếu chúng sinh, những kẻ tham đắm năm dục lạc của cõi dục, quy họ thích thì mới trừ hết bốn ba. Nếu các ngươi không trả diệt các kẻ ác đó, làm sao cai trị cõi dục? Một Ma Vương nói, họ thích kia như huyện, như sóng nắng, không thể tuyết giãn, không có nơi dừng, không chướng ngại. Người như thế làm sao ta hại được? Ba Tuần nói, họ thích ở cõi dục, nhận vật cúng dường, mê hoặc chúng sinh, làm sao chúng ta lại không tiêu diệt? Một Ma Vương nói, sức thần thông của chúng ta và đám quyến thuộc không bằng một phần 16 sức thần thông của họ thích. Là sao chúng ta hại họ thích được? Ba Tuần nói, lúc họ thích vào thành cước thực, chúng ta tìm cách làm cho họ thích không được một hộp cơm. Chúng ta nên mạ nhục tạ đá lớn làm cho họ thích tức giận. Riêng mình ta đã có thể làm được, huống gì là các ông. Giới hiệu khuyến thuộc. Một Ma Vương nói, dù chúng ta làm được những việc đó và không thể khiến cho họ thích tức giận, đã không vui giận làm sao hại được. Ba Tuần nói, họ thích kia độ trí tuệ lớn, giới sức trí tuệ. Họ thích không giận trước việc đáng giận, không mừng trước việc đáng mừng. Họ thích tu tập tâm đại từ bi, bình đẳng với tất cả chúng sinh, nên không mừng giận chúng ta. Một Ma Vương nói, người bị ràng buộc trong ba cõi, chúng ta hại được. Họ thích không ràng buộc trong ba cõi, làm sao ta hại nổi? Ba Tuần nói, nếu các ông làm theo kế hoạch của ta, thì dễ dàng hại được họ thích. Các ông nên hóa làm tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, giao sáu làng thành ấp, nói với vua quan trưởng giả, chúng ta đều là đệ tử của Sa Môn Cù Đàm. Sa Môn Cù Đàm thật không phải là Sa Môn, dạ xưng Sa Môn, không phải là Bà La Môn, dạ xưng Bà La Môn. Thật không giữ giới là hiện tướng giữ giới, là kẻ phá giới, không khác phàm phu. Các ông tin tưởng thì thật là hay, nếu không tin thì sau 7 ngày sẽ có tua mưa đá, mưa lửa, dao bén. Nói như vậy, sau đó bay vào hư không, làm mưa. Nếu làm thế không bao lâu, đệ tử của Cù Đàm sẽ bị tiêu diệt. Các ma dương đều cho đấy là diệu kế. Chúng tự trang bị mọi thứ rồi hướng về nước Ương, Ma Già, Ma Già Đà. Tất cả quyến thuộc của Ba Tuần thì trang bị khí giới hướng về núi tuyết. Lúc này trong núi tuyết có một tiên nhân tên Quang Vị và 500 đệ tử đều là người chứng đắc năm thông. Lúc đó Ba Tuần lạy tiên nhân thượng. Sa Môn Cù Đàm đã diệt trừ hết ngoại đạo, thường giảng cho đệ tử trong chúng sinh, thật không có Sa Môn Bà La Môn. Đại đức, nếu ông cùng tôi vào nước Ma Già Đà, chúng tôi sẽ tiêu diệt được Sa Môn Bà Cù Đàm. Sa Môn Cù Đàm hoàn toàn không thể cùng với đại đức bàn luận so sánh về thần lực. Nếu diệt trừ Sa Môn Cù Đàm rồi, tất cả chúng sinh sẽ cung kính cúng dường đại đức. Thưa như vậy xong, Ba Tuần trở lại chỗ chúng ma bao mưu kế. Một ma nói, Sa Môn Cù Đàm, giao thành vương xá khất thực, tôi sẽ biến hóa ra sư tử, cọp, sói, la xá, quỷ dữ để dọa nạt ông ta. Khi đã sợ thì không thể biến hiện thần thông. Một ma nói, tôi sẽ vào trong hư không tu mưa đá để hại Sa Môn Cù Đàm. Một ma nói, tôi sẽ làm đệ tử Sa Môn Cù Đàm, sẽ được gần gũi Sa Môn Cù Đàm, nên dễ dàng lấy mạng Sa Môn Cù Đàm. Một ma nói, tôi sẽ biến thành một trưởng giả tiết trai mời Sa Môn Cù Đàm. Nếu Sa Môn Cù Đàm nhận lời, tôi sẽ hại ông ta. Một ma nói, tôi sẽ hiện làm kỹ nữ, đến chỗ vua, vua kéo Sa Môn Cù Đàm thông dong với tôi. Một ma nói, tôi sẽ đến chỗ ông ta, tự chặt mình thành 7 phần. Các ông sẽ nói xác chết đó do Sa Môn Cù Đàm giết. Một ma nói, tôi sẽ vào hư không, la lớn Sa Môn Cù Đàm là kẻ. Chúng sinh cúng dường cho ông ấy sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Lúc đó Đức Phật biết tâm ý của quân ma, nên biến tam thiên đại thiên thế giới đều thành kim cang để ngăn chặn những trận mưa đá lửa dao, làm cho chúng sinh không thấy việc ấy. Khi ấy, bốn đệ tử lớn của Phật vào thành khất thực, Tôn giả Xá Lợi Phất vào từ cửa đông, giữa đường Tôn giả gặp 500 ma binh cầm dao gậy, chúng bảo, ngươi nên khen ngợi chúng ta, nếu không chúng ta sẽ lấy mạng ngươi. Tôn giả Xá Lợi Phất nói, được các đồng tử ta ca hát, còn các ngươi múa. Chúng ma nói, hay lắm đại đức.
Tôn giả Xá Lợi Phất liền nói kệ, ta nay không tìm ấm gió nhập, vô lượng kiếp số luôn mê hoặc. Người nào tìm kiếm các pháp đó sẽ không bao giờ được giải thoát. Nói kệ xong, Tôn giả Xá Lợi Phất lại nói Đà La Ni. Bà Ha La, Bà Ha La, Bà La Bà Ha La, Ma Lợi Chí Bà La Ha, Tát Đà Bà La Ha, A Ma Bà La Sa Ha, Sa Ha. Tôn giả Xá Lợi Phất nói Đà La Ni này xong, 500 chúng ma đều được điều phục. Chúng lễ bái, sám hối, thưa. Đại đức chúng con xin phát tâm Bồ Đề vô thượng, quy y Tam Bảo, đoạn bỏ nghiệp ác. Lúc đó Tôn giả Đại Mục Kiền Liên vào thành từ cửa nam. Giữa đường Tôn giả cũng gặp 500 quân ma cầm chéo gậy, chúng bảo. Người nên ca múa ngợi khen, nếu không ta sẽ lấy mạng người. Mục Kiền Liên đáp được, các đồng tử ta ca hát còn các ngươi múa. Các ma đáp hay lắm, đại đức. Tôn giả Mục Kiền Liên nói, liền nói kệ. Ta nay không tìm ấm chó nhập, vô số kiếp luân hồi, vô số kiếp luôn bị mê hoặc. Người nào tìm kiếm các pháp đó sẽ không bao giờ được giải thoát. Nói kệ xong, Tôn giả Mục Kiền Liên nói Đà La Ni. A Bà Ma, A Bà Ma, Ma La Nô, La Sa, Sa Ha Sa, Ma Tha, Sa Ma Tha, Sa Ma Tha, Ya Ya Na, Bà Ma Sa Ha. Tôn giả Mục Liên nói Đà La Ni xong, 500 ma tự điều phục tâm, chúng lại ba sám hối, thưa đại đức. Chúng con xin phát tâm Bồ Đề vô thượng, quy y Tam Bảo, đoạn bỏ nghiệp ma. Cùng lúc Tôn giả Di Đà La Ni tử vào thành từ cửa Tây. Giữa đường Tôn giả cũng gặp 500 quân ma cầm dao gậy, chúng bảo Tôn giả. Ông nên ca múa ngợi khen, nếu không, chúng ta sẽ lấy mạng ông. Tôn giả Phú Lâu Na bảo. Được các đồng tử ta ca hát còn các ngươi múa. Các ma đáp hay lắm đại đức. Tôn giả Phú Lô La liền nói kệ. Ta này không tìm ấm chớ nhập, vô số kiếp luôn bị mê hoặc. Người nào tìm kiếm các pháp đó sẽ không bao giờ được giải thoát. Rồi Tôn giả nói Đà La Ni. Khư kiệt bà, thủ kiệt bà, mẫu già ninh, mẫu giá ninh, A Bạc Đa Ni, Tỷ Bạc Đa Ni, Sa Ha. Tôn giả nói Đà La Ni xong, 500 ma tự đi phục tâm, chúng lễ bái sám hối, thưa. Đại đức, chúng con xin phát tâm Bồ Đề vô thượng, quy y Tam Bảo, đoạn bỏ nghiệp ma. Khi đó Tôn giả Tu Bồ Đề đi vào thành từ cửa Bắc. Giữa đường Tôn giả cũng gặp 500 quân ma cầm giáo gậy, chúng bảo Tôn giả, ông nên ca múa ngợi khen, nếu không chúng ta sẽ lấy mạng ông. Tôn giả Tu Bồ Đề bảo, được các đồng tử ta ca hát còn các ngươi múa. Các ma đáp hay lắm, đại đức. Tôn giả Tu Bồ Đề liền nói kệ, ta nay không tìm ấm giới nhập, vô số kiếp luôn bị mê hoặc. Người nào tìm kiếm các pháp đó sẽ không bao giờ được giải thoát. Tôn giả lại nói Đà La Ni, Bà Mậu Đề, Tỷ Mậu Đề, Mậu Lợi Xà Xà He, Tư Lệ, Tư Lệ, Tư Lệ, Bà Tư Lệ, Bà Tư Lệ, A Bà Tư Lệ, Phục Đa Câu Trí Tư Lệ Sa Ha. Tôn giả nói Đà La Ni xong, 500 ma tự đi phục tâm. Chúng lại bái sám hối, thưa bạch đại đức, cho con xin phát tâm Bồ Đề vô thượng, quy y Tam Bảo, đoạn bỏ nghiệp ma. Bây giờ Phật dùng sức thần khiến cho chúng sinh trong thành Vương Xá đều thấy thành rộng hàng trăm do tuần. Bốn cửa thành đều có một vị đại đệ tử. Trong thành hiện ra một hoa sen dài rộng 225 trượng, cộng bằng lưu ly, cánh bằng vàng trọng, tư bằng kim cang, có vô lượng lá ánh sáng tỏa chiếu. Các chúng sinh đều thấy cao 3 trượng. Từ Thiên Vương cho đến trời Akanitra đều thấy cao 3 trượng. Trong hoa sen và ra tiếng kệ, trời người đều nghe rõ. Có một Đức Phật hiện trong đời, hàng phục tất cả các binh ma, xoay chuyển xe pháp thật vô thượng, điều phục chúng sinh khắp cõi này. Thành tựu trọn vẹn phước và trí, ưu ba đệ xá, câu lục đệ, đã trừ hai loại gốc phiền não. Phật định đến đây độ chúng sinh, thấy rõ ba đời trái trong tay. Trọn vẹn ba giới giảng pháp tịnh, xa lìa ba cấu thương tất cả,
Phật sẽ đến đây độ mọi loài. Trọn vẹn thần túc bốn chú ý, điều phục bốn chúng, nêu bốn quả, giảng pháp phi diệu nghĩa chân thật, sư tử Chúa đến vì chúng ta, thành tựu năm căn và năm lực, đầy đủ công đức trí vô ngại, thế tôn vô thượng vì chúng sinh, từ bi cứu chúng, thoát ba ác, điều phục sáu căn phát lòng tin, trừ bỏ sáu nhập, tu sáu niệm. Chứng đạt sáu thông lợi chân thật, thế tôn sẽ đánh đổ muôn loài. Chúng sinh trói buộc trong phiền não, ngu tối không hay đạo giải thoát. Đi vào đường ma không thật biết, tham chấp điên đạo mất trí tuệ. Không biết kia đây cùng sinh tử, tham đắm năm dục không tu thiền. Vì vậy không thể đạt giải thoát, không tu đạo hạnh xứng làm, xứng lành xưa. Chúng sinh không hiểu sinh già chết, vì thế không tu bả giải thoát. Để bỏ các pháp thế giới tuệ, không thể ra khỏi ba đường ác. Chúng sinh trừ hết năm dục lạc, gần gũi Như Lai nghe chánh pháp, chư thông thọ trì một nghĩa kệ sẽ đạt giải thoát như chư Phật. Lại vang tiếng kệ rền cả 16 nơi cõi sắc. Những ai tu tập pháp thanh tịnh, trừ bỏ tranh chấp hành thiền định, chư thông chuyên niệm pháp giải thoát, không sống buông lung trừ phiền não, đạt được 13 pháp nhẫn nhục, không gặp pháp ác, tâm không loạn, vượt qua tất cả sinh già chết, tương bố do lượng và thiền định, trừ hẳn hai chấp đoạn và thường. Vượt ba cõi ác đạt chánh định, quán pháp vô ngã, vô thường và vô ngã, thành tựu tùy nhẫn như chư Phật, trừ bỏ dục lạc như trừ nhơ. Quán tất cả không hành không khác, thanh tịnh pháp giới cùng Bồ Đề, nơi pháp không ngại như hư không, trừ diệt bốn ma đoạn phiền não. Tu tập chánh đạo và phương tiện, không sợ tà chấp như sư tử, gần gũi Như Lai sẽ đạt được. Tiếng kệ vang ra, vô số chúng sinh đều đến chỗ hoa sen, nghe tiếng kệ thấy hoa sen hiện trong thành. Vô số chúng sinh tập hợp về kể cả trời Akanitra. Lúc này ba tuần rất đau khổ, bảo với bên ma, sa môn Cù Đàm biến hóa ảo thuật. Các ngươi không tạo được nghiệp ma, không bao lâu các ngươi sẽ không còn chỗ ở. Các ngươi hãy tuôn mưa đá, dao, lửa. Một ma nói với ba tuần, Sa môn Cù Đàm thành tựu vô lượng công đức, trọn vẹn phước trí. Với sức thần của Sa môn Cù Đàm, chúng ta đều tán loạn không thể làm việc gì. Tôi thật sự nể kính sợ Sa môn Cù Đàm. Một ma nói, người ngu si sống trong tà đạo, người vô tâm, nếu thấy Sa môn Cù Đàm hãy còn phát lòng tinh kính, huống gì là người có trí. Nếu muốn lợi lạc, ông hãy chuyên tâm quy y kính tinh. Một ma nói, ba tuần, có sao ông vẫn thích làm ác, tạo nghiệp ác? Ông hãy trừ bỏ nghiệp ác, ông không thấy Như Lai vào thành để thí vị cam lộ cho chúng sinh sao? Ông hãy quy y Phật. Lúc đó, vô số chúng ma từ giữa hư không bay xuống thành vương xá, biến thành vua hoặc chuyển luân vương, nói với đủ bảy báu, hoặc từ Tài Thiên, Sa Môn, Phạm Chí, Ni Càn, bốn thiên vương, mặt trời, mặt trăng, Đế Thích, Phạm Thiên, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc lễ bái, khen ngợi, hoặc nhiễu quanh thành, hoặc leo lên thành, hoặc dân y xanh, trắng, anh lạc trắng, lòng trắng, hoặc dân y đỏ, anh lạc đỏ, cờ đỏ, lòng đỏ, hoặc dân các vật đó, với đủ loại màu sắc khác nhau. Hoặc dân bảy báu, bảy y phục báu, bảy anh lạc báu, bảy lòng phương báu, hoặc dân anh lạc, lòng phương bằng lưu ly, pha lê, hoặc dân hoa hương, hoặc lá bái, ca ngợi, múa hát, được cúng Phật. Thế vậy ba tuần gào khóc nghĩ, ta sẽ mất hết phước báo, tất cả ma chúng đều quy y Sa môn Cù Đàm. Ba tuần liền nói với Phạm Thiên, ta tuy mất phước đức, không còn bè đảng, nhưng ta vẫn hại cho sao được Sa môn Cù Đàm. Ta sẽ hiện uy lực sâu cùng, ta sẽ nhổ hoa sen đó. Ba tuần liền đến chỗ hoa sen, nhưng dù thấy, ba tuần vẫn không thể nhổ được. Ba tuần rất khổ não, ngay cả nắm cũng không được, huống gì là nhổ. Ba tuần lại nghĩ, ta nên thét vang tiếng ác, để cho bốn chúng kinh sợ bỏ Cù Đàm mà chạy mất. Ba tuần liền thét to, nhưng bốn chúng không hề nghe thấy. Chỉ điên mà nghe xong ma lại kinh sợ. Lúc này ba tuần run rẩy đưa tay nắm vin nhưng không được. Ba tuần lại muốn dùng gập đập bốn chúng nhưng
cũng không được, nên càng kinh sợ, run lẩy bẩy như gió rung cây lá.